áo cho làm đi. Ready. Ok, 1, 2, 3, go. Action. What's that, Charlie? Slime. Wow, red. Wow. Giống rau câu nhỉ. Tiếng Việt gọi là màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Nó cũng màu đỏ luôn hả? Dạ, nó cũng màu đỏ luôn. Như trong màu đỏ nó có cái gì ở trong đó kìa. Hình như nó có cái gì ở bên trong nè. Đây nè chú, ở trên cái cục đó đó. Cái đó gì vậy? Cái gì vậy? Cái hình gì vậy? Nó gì vậy? Mẹ thấy hình con gì á? Oh, hình dinosaur too. Hình hình khủng long luôn rồi. Có thể bóp được không cái đó Khanh? Chơi từ từ thôi, chơi chơi lãng gì đã cũng được không? Kéo. Kéo. Coi chừng chúng tay nha, careful. Cầm lên cắt, cầm lên. Next. What's that inside? Cái đó là gì vậy? Trái tim. Trái tim mà mình không có show, mình không có thấy đâu. Cái đó là gì? Candy. Have to say something. Kẹo. Yep. Trời đẹp quá à. Để qua bên này nè, cái chỗ chưa có nè. Cái đó là gì? Light bulb. Bulb. Wow. Okay. Flower. Next. Candy. Sprinkle. Sprinkle. Wow. Oh, cái gì vậy? What's that? Eyes. Chú giống là đang nấu súp phù thủy. Cái nó môi được không? Mình cái tay chọt phía dưới rồi. Ok. Cái bàn kìa. Hả? Show đi. Cái mặt dễ thương. Next.
Xong chưa? Còn cái bạch gì nữa? Cái bạch gì? Dạ có đa màu đó. Đó quên rồi. Đau. Nó khác vỡ tay. Nó khác vỡ tay đau. Nó khác vỡ tay.